Vâng, chào các bác nhé. Hôm nay bên em lại lên một cái video để hướng dẫn anh em chi tiết cái cách cái lắp cái đèn gầm nhé. Mình có thể mua về nhà để mình tự mình lắp đặt được tại nhà được thì đỡ tốn cái chi phí mấy trăm ngàn tiền ra gara để lắp. Và trên tay em đây là cái mẫu bóng gầm nhé, X7L nhé, đến từ thương hiệu OI, đến từ thương hiệu OI. Công suất của nó này, 45W là cốt, 45W là pha này, 35W này. Nhiệt màu nó là 4800K này. Con này thì nó hơi nó không được sáng trắng, nó không phải là vàng nhé, màu nó hơi vàng vàng một chút. Đây, bây giờ em sẽ hướng dẫn anh em cái cách lắp đặt ở trên cái con Toyota Vios này nhé. Cái thời gian nó không cho phép nhiều nên là em đã hạ cái cản trước rồi. Đầu tiên thì mình phải hạ được cái cản này ra nhá. Cái trong cái cản của con Vios này rất đơn giản, không có gì cả. Nó chỉ có một chút con ốc thôi. Chỗ này có một con ốc này, một con ốc này. Và đây có một cái tai này, hai cái này. Đấy, và trên này nó có bác cái hạ sẽ cái cụm đèn này ra, mấy con ốc đèn này ra. Còn đằng trước nữa, đây. Có vài con ốc rồi, mình hạ được cái cản này ra nhá thì lúc mình đắp rất là dễ. Nếu mà mình không hạ cản thì vì cái khoang của con máy ớt cũng rộng lắm, mình có thể lắp vào từ đây vào. Nhưng nếu mà mình hạ đấy cản nó là dễ nhất, tốt nhất là mình hạ cản ra. Cái đầu tiên ấy thì mình tháo cái đèn gầm cũ nó ra này. Đây, gầm cũ rồi nhá. Đây nó chỉ có 3 con ốc thôi. Đặt vào như này. Đấy, đặt vào đúng như này. Đây mình tháo 3 con ốc ra, mình nhấc cái đèn này. Đây là cái rắc cắm của nó. Rắc cắm của con này nhá. Đây. Rắc cắm ở đây. Rút ra cắm ra và mình nhấc cái đèn này ra. Nhấc cái đèn cũ ra này. Đây là con X7 nhé. X7L nhé. Đầu tiên ấy thì con này nó rời chân này, nó chỉ có 2 ốc, 1 con ốc, 2 ốc rồi. Mình lắp cái chân của nó vào đây trước. Xong rồi mình tiếp theo là mình lắp cái để chỉnh cao thấp nhé. Đây. Cái này em đã lắp sẵn rồi để tiết kiệm thời gian. Đây như nó có một cái lò xo này. Mình đúc lò xo vào đây và mình vặn con ốc 2 ốc rồi. Lúc mình chỉnh cao thấp thì mình lắp, các bác lắp chú ý nhé, lắp là mình phải để con ốc ở bên trên. Đấy, lúc mình chỉnh cao thấp nó dễ, lên xuống này. Đấy nhá, lên xuống là do cái chỉnh cái này. Đấy, bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác cách lắp, còn tí em sẽ hướng dẫn các bác cách đấu điện nhá. À đây, mình sẽ đấu điện luôn này nhá. Đây nó sẽ chia làm 3 nhá. Đây là một dây, đây là dây dương này. Còn đây là dây âm này. Còn dây này thì mình sẽ đấu lên pha nhá. Vì cái con này nó có hỗ trợ cả pha cốt. Hai cái dây đây nó sẽ có hai dây đen nhỏ nhé, các bác lưu ý này, đây nó hai đen nhỏ này, thì một dây đen nhỏ và một dây đen to nhé, thì mình sẽ quấn đấu chung vào cái dây âm này, còn dây dương mình không đấu gì nhé. Hai cái dây này mình sẽ đấm đấu vào trực tiếp vào cái rắc của cái đây cái đèn này nhé. Đây mình tí mình sẽ kiểm tra, nên nó sẽ có một bên âm và bên dương. Đấy. Còn cái dây bên này ấy, dây này là dây lên pha nhá, thì mình sẽ đấu lên trực tiếp lên cái pha của cái bóng đèn pha của cái xe con này, xe này. Đấy thì mình sẽ cấu điện từ đây, đây nhá, cấu điện từ cái chân của bóng đèn pha này, mình sẽ đấu vào cái cực dương của cái bóng đèn pha nhá. Đấy, bây giờ em sẽ lắp cái này vào trước. Các bác cố theo dõi hết cái video này để được biết được cái cách lắp đặt của nó nhá. Đây. Lắp thì rất là dễ đây, mình chỉ việc để vào đây này. Còn nó còn bàn ốc, lắp như zin không có gì cả, đơn giản. Về nhà mình mua ai cũng có thể lắp đặt được, đỡ được mấy trăm ngàn ra gara mình lắp đặt nhé. Ra gara cái này lắp ít cũng phải 400-500 ngàn một công lắp đấy. Đây mình chỉ siết chặt bàn ốc này vào là xong, rất đơn giản. Đấy. Thời gian này nó không cho phép nên là dài, em demo cho bác học một bên rồi, còn bên kia thì em đã lắp sẵn rồi. Đây. Vặn chặt ốc phải vào được. Còn lúc mình mà chỉnh cao thấp ấy, mình chỉnh ở đây lên hai ốc rồi nhé. Các bác vặn xuống và chỉnh cao thấp của cái đèn gầm này nhé. Tí em sẽ hướng dẫn các bác cái cách chỉnh căn từ mặt đất lên tường là bao nhiêu cho nó phù hợp nhé. Đây. Tiếp đây là rắc kết nối của cái đèn gầm nhé. Đây mình nhìn này, bình thường ấy thì đèn gầm này, thì nó sẽ chia ra ví dụ một dây âm và dây dương. Mình nhìn đơn giản sơ qua thì mình cũng biết là đây là dây âm dây dương, bình thường dây đen này, dây này chắc là dây này, dây đen này chắc là dây dương, dây đen thì mình sẽ cắm cái dây đỏ này vào nhé.
Đây này em đấu hướng dẫn các bác thôi, còn về thì mình sẽ phải đấu kết nối thật chặt vào nhé. Một là vùng cái rắc cắm, hai là mình nếu muốn đấu này mình chích cái này ra thì là nó sẽ tốt nhất, chích cái này ra xong mình sẽ cuốn nó dính chặt vào. Còn đây dây âm nhé, sẽ đấu bên này, đấu sang bên từ bên này. Đây em đang đấu demo bác xem thôi. Đây đấu này xong, đấu này là xong rồi nhé. Đây là dây cốt, còn mà mình muốn đấu pha vì cái này bóng cái đèn gầm này nó hỗ trợ cả pha thì mình đây nhá, em đã rút cái rắc của cái dây pha này, cái bóng pha này ra rồi nhá. Đây là em hướng dẫn thôi, còn ví dụ sau này mình sẽ phải để thế này là mình câu dây điện từ cái dây pha này lên và đô lên thế này, cắm lên trên này thì nó sẽ có pha thì mình cắm trực tiếp vào đây nữa đấy. Thì mình sẽ lấy cái dây dương, cái dây dương nhá, cái dây này thế nó sẽ có một dây dương và dây âm, mình sẽ lấy dây dương, dây xanh là dây dương rồi, mình sẽ cắm cái dây pha vào đây, cắm trực tiếp dây pha đây. Đấy. Đây là anh em để thử, mình thử đèn nhé, và lúc mình mà đấu vào xe mình thì mình sẽ câu một cái dây dài tầm mét đoạn mét, dây là nhỏ thôi, cắm trực tiếp vào cái dây dương và dây pha đấu ra đấy. Như này là đã xong rồi nhé, lúc mình mà mình xe của mình thì mình phải kết nối chặt và cuốn băng dính đen hoặc là cấu rồi ra dây pha cũng thế, cấu rồi ra là xong. Bây giờ em vâng nhé, đây em đã lắp hoàn thiện hai bên rồi nhé, và cái cản ăn hành em chưa lắp lên đây ánh sáng đây, bây giờ em sẽ đá vào pha nhé, có pha cốt nhé, đây lắp sẵn rồi đây, ánh sáng thực tế ban ngày nhé. Đấy, nó có một cái pha bi laser ở trên đấy, lắp đặt rất đơn giản. Vâng, đây em này, bên em đã lắp sẵn, lắp cái cản hoàn thiện rồi nhé. Và bây giờ đây là cái ánh sáng thực tế của con bi gầm nhé, X7L nhé, của thương hiệu OI nhé, trên cái bảng căn ánh sáng này nhé. Anh em nhìn thấy đường cắt rất là sáng. Anh pha một cái. Đây, pha đó này. Con X7L này nó hỗ trợ cả pha cốt nhé. Đấy. Và bây giờ em sẽ hướng dẫn các anh em cái căn chỉnh ánh sáng nào cho phù hợp nhé, tùy từng dòng xe. Bây giờ cái mẫu sedan này mình ấy thì mình sẽ tính nhé, từ cái đầu đằng xe cản xe này ra đến chỗ biển căn ánh sáng này. Ví dụ mà anh em mà không có biển căn ánh sáng này thì mình có thể đỗ vào cái bức tường nó phẳng được mình căn, nhưng mà tính từ cái đầu xe gây ra cái biển căn này thì là tầm 3 mét, thì nó sẽ tính lên từ dưới dưới đất này lên đấy nhá, tùy từng xe trung bình là sẽ tầm 30 tầm 30 đấy nhá, tầm 30 từ đất lên 30 đến 40 đấy, ví dụ cao quá thì nó nghếch lên bằng bằng cốt này, mình sẽ tính từ 30 tầm 30 30 đến 40 là cao rồi đấy. Còn trong này nhá, vợ mình đã nói sơ qua ấy, trong này nó có hai con ốc rồi đây nhá, dưới này, ở cái đèn trong cái đèn nó có hai con ốc chỉnh đấy, hai con ốc đấy là chỉnh chỉnh cao thấp nhá, mình cứ siết xuống dưới, siết chặt nó vào thì nó sẽ thấp xuống, còn mình lới lỏng ra thì nó sẽ cao lên đấy. Mình chỉ cần một cái tô vít thôi đây nhá, em sẽ thử cái này nhá, bác thì cần siết chặt đây, đây đây là ốc rồi nhá, nếu mình siết sẽ là thấp xuống này đấy. Anh các bác nhìn ánh sáng xuống nhỉ, đây thấp rồi, còn mình lới lỏng ra nhé, lới lỏng ra lên đấy, lới lỏng ra nó lên. Đấy, lên chưa? Nên là mình có thể tự căn chỉnh ánh sáng được ở nhà được nhá. Mình chỉ cần một bức tường thẳng và một cái dụng cụ là một tô vít này thôi. Đấy. Đây là tất cả cái quá trình mà bên em lắp đặt một bộ bi gầm nhá cho con vai ớt. Đấy, các bác nào mà có nhu cầu mua hoặc tìm hiểu về tất cả các dòng bi gầm hay là bi led hay là bóng led nhá cho xe nhà mình thì có thể liên hệ trực tiếp vào cái số hotline bên em ghi màn hình, hoặc vào trực tiếp cái website laika.vn này để được tham khảo tất cả các mẫu bóng led ở bên em đang phân phối. Vâng, chào các bác.